Bào nhang phước úc khởi tương yên, tuy khi sung thì thân ý. Thấu kiều ý thiên, nhan giả chí thành đăng bảo an, nguyện cầu đệ tử đắc bình an. Việt Nam thủa nền an vương thất, chuyển pháp luân Phật nhật tăng huy, nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện Phật ca ăn đi tự nhiên đi. Tiêu thiêu nhã nhạc dưới trên cửu long ý, phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn, đức tòa thị ngai vàng rỡ rỡ ơi, phóng hào quang rực rỡ vân niên. tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, vận thần thông vô lượng. Giới sắc giới chư thiên đều mời, vua Đế Thích quản cái thiên chủ, vua Ngọc Hoàng thần vương địa phủ thập điện minh vương các tòa, dưới thoại phủ giang hà ngoại hải, chân động đình bát hải quan, quản chi tội phúc nhân gian cầm quyền. Tiếng mở thúc dung nghi, con tỉnh tam tòa tiên thành nghi, ngồi đồng đồng trưng giang chư Phật tại hội tật giáo văn tỷ sư kết tướng văn thành ý vương ân, chư Phật thiện toàn tân nam mô vân cái bồ tát ma thoát nam mô hướng vân cái bồ tát ma thoát nam mô hướng vân cái bồ tát ma thoát. Sơn Lan Thích Gia hồi tung sông sơn dân đỉnh chân nhang Phật cờ sông thiên thượng lê từ bành miền tài kim lô phong cảnh các tân môn thức man biến thập phương tích nhật xa dương linh đàn tiêu tai chính nam mô vương cũng giảng bồ tát ba tát nam mô vương cũng giảng bồ tát ba tát nam mô thanh gia. Con thỉnh mời quốc mẫu đệ tam sức lân long nữ đền thủy cung, khởi thủ quy tô tân đế đầu diệt đỉnh lễ thân xứng tác lại trần đề từ bi thì ra hộ Lam Mô Thanh Đức Địa Bồ Tát Ma Tát Lam Mô Thanh Đức Địa Bồ Tát Ma Tát Lam Mô Thanh Đức Địa Bồ Tát Sơn Loan Thanh Gia hồi văn võ quân thần đi đức ông Trần Chiêu văn võ quân thần đi anh đánh chắc giang đi ân cần đi độ trì chứng minh hồi cung hoa lại được mời cô đệ nhất đi ra hồi cung đệ nhị đại hoàng mong vương cô đệ nhị đại hoàng ra tay dẹp giặc Mỹ cho nước nhà ra hồi cung cửa xuất ra bờ cô bé cửa xuất thoát cờ biển đông ra hồi Trần Thánh Công ông ta đời Trần đi ra hồi cung chú mường là Tây Thiên Công chú bà vào ra nước Việt Nam mi có ngàn đông độ có Bắc Kỳ có nghi núi Tây thiên gió truyền thiên hạ ưng nghi ly bàn đồ đồ ăn thiên nhang nghi thoảng gió Phật ra năm mê khắp khắp ba miền thiên hạ thanh tịnh được nhớ lại khen người ta đã mang đến bầu trời cảnh Phật để nó đã tiến thầy trần vui về trong giấc bông bông sao mà hỏi thăm mình phố kép tìm Tiền đài chưa thiếp chắp chứa sơn màu xanh nam, ngựa dòng chú lại ra về nghĩ ngà thanh ra hồi cung tiên chú đệ tam mi con công tỉnh mời tiên chúa đệ tam. đức thì tan không. về đây cho nhiều, bác cho dài nhất sang yêu, bồng bồng cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đồng con nhang khói phục thờ, 30 bồng một từ tư ngô dòng, 30 bồng một hôm dòng mười tư. Cho trăm họ giàu sang đời đời, đem cho các kỳ đời đời giàu sang. phép màu ta quỷ giới sơn tinh vói hộ phục quy. không còn phải đi đi nữa. A Di Đà Phật, có lời chú Thế Vương ạ. Đi lên rừng mà đi đến nước đi, đến rừng mà đi đến nước yêu cái đồi cái suối yêu cái đồi chiêu cái suối mà đi đến rừng mà đi đến nước mưa nhanh nhanh mà đi đến rừng mai quả đào tiên. Tính ngát vang núi rừng thủ thiền khí dụng công pháp chỉ hoa phép màu tà quý sợ ý ý nghĩa áo tràng xanh chấm hoa tràng mạc ý ngưng đôi kiêng vàng cảm đạp ngọc ngọc nam ý mà lạng sơn chúa ngự thành bàn tay cật đàn tinh ngát vang núi rừng rừng Pi Lan ơi ơi Pi Lan ơi. Mà tổ thiên khí dùng công pháp chỉ có phép yêu màu ta quỷ sao ý sự tinh voi ngô phục kỳ man man con tú đều thì phục công biển sơn đông tay đàn miệng hát khí âm dương khúc nhạc điệu then Pi Lan ơi 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 Pi Lan. Trong vùng làng sơn đã khiến tôi rất thích phàm thành công với anh nào mà làng sơn thổ bán mưa đều thì cung phong nhớ ơn bà cây đức vẻ vang Pi Lan ơi Pi Lan. Có là phần này chú xuống nha. Chú sang tiếng lắm, chú sang tiếng thì cho nó. Hoa chàng mạc đôi kiềng vàng cảm nam ngọc nam mi lạng sơn trung ngữ thạch bàn tay cầm tinh tô hát vàng núi rừng rừng bị nọ ơi ơi bị nọ ơi tu tiên khí dùng công pháp chỉ có phép nhiệm màu ta quỷ sao sơn tinh voi ngồi phục quỷ man cặp thú đều thì phục công thì là ơi 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 nó dương khúc nhạc điệu then dây thơm lừng lẫy điêu chiều tiếng đồn vang khắp trong miền làng sơn vì là ơi vì là tài bán hàng tộc mây thấy ngây bạch nguyệt vơi đầy sáng thanh đáng địch vẻ đầy vuông trăng vì lòng việc giữ việc lành nghề, chưa bách nghi bảo trần gian. Ai ơi biết đến Chúa dễ dàng nghề, ai mà không biết Chúa ra đều của ai. vòng tốt quan không mang đế định ra tay sát quỷ trừ tình trong tà. Để nhất tốt quan đi cùng tình mời vòng bay độ Việt Nam quốc thái dần dần an. Sắc chỉ vô bàn số sinh số tử đặt đặt hàng chu phê sang thanh gia hồi giám sát tuyệt cai ngôi thượng an toàn quan giám sát tuyệt cai tuyệt thu tam giới không sai đại thật. Điều một thu vương quan thần đệ tử con dâng tiên ni văn nô đan giật sự tích nghi đệ tam nghi thay hoàng thân cận thật chúa thiên trung trung vương có lá sơ hồng đệ tử con dâng lá sơ hồng dâng trước công đồng Phật thanh chứng minh độ cho tín chủ trường sinh quan đi đệ tử người tu cải Phật tu ba năm đắc đạo nên danh. Sau chữ Nam Mô A Di Đà Phật, tùng hành quá để qua. Huế Chúa sông tranh kia còn đó, công người còn nghe tiếng loa đồng mà hỏi nước sông tranh ngọn đao giết giặc tung hoành là ai. Sông tranh đáp tiếng trả lời có quan để ngu chính người ở phố Ninh Giang dòng nước sông tranh đêm ngày vẫn chảy sóng dâng trào cuồn chảy về đâu. Chúng con nhớ ơn người đã lập chiến công ngàn năm lưu để chí quan tuần tài cao. Ngựa chiến sông pha đao thần quán ra chân sinh tử vì đời cho hiếu đạo vô tổ. Phố Ninh Giang vẫn lưu truyền thành tích ngôi đền thờ con lồng chữ oan vì cố quân tìm nhà yêu phúc đã thương người trong lúc lành thân thử lòng ông nào mộng thần ứng ngay. tình mới ấy sự là đôi bạch xà, đôi bạch xà tường cửa đôi bên sữa xanh nay vẫn còn chuyện bạch xà đai tương về bên đèn rồng. Cho ba đề trên ngàn đông cung tuần quan